Chào mừng quý vị đến với bản tin 60 giây của Vietnam Plus News. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau. Bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Công an Phú Thọ phá cửa cuốn, cứu người trong đám cháy. Sao Hàn Quốc bật khóc vì gián tiếp khiến đội nhà thua U23 Indonesia. NATO cảnh báo Trung Quốc vì giúp đỡ Nga. Anh tiếp tục trừng phạt Iran sau vụ tập kích Israel. Tại kỳ họp thứ 14, kỳ họp chuyên đề diễn ra vào ngày 25 tháng 4, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Lê Duy Thành do vi phạm pháp luật và bị bắt tạm giam. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã biểu quyết chấp thuận cho ông Đinh Ngọc Khoa, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh do chuyển công tác. Ông Khoa hiện tại đang là Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân thuộc Bộ Công an. Trước đó, tại kỳ họp 40 diễn ra từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật cảnh cáo Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026 và 19 thành viên, trong đó có ông Đinh Ngọc Khoa. Còn đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành, hai cựu lãnh đạo này bị bắt giữ trong vụ án liên quan tập đoàn Phúc Sơn với cáo buộc nhận hối lộ. Đêm 25 tháng 4, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tỉnh Phú Thọ đã tiến hành phá cửa cuốn để giải cứu người đàn ông bất tỉnh trong ngôi nhà đang cháy. Trước đó, lực lượng chức năng nhận được tin báo một ngôi nhà dân tại khu Tân Sơn, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ xảy ra hỏa hoạn. 12 chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy đã nhanh chóng đến hiện trường. Đám cháy nhanh chóng lan ra tại tầng 1 của ngôi nhà do đây là khu vực kinh doanh và lưu trữ nhiều đồ điện tử gia dụng. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do cửa cuốn không thể mở. Công an xác định chủ hộ còn mắc kẹt bên trong nhà nên đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn và tiếp cận đám cháy. Sau khi vào được bên trong, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân bất tỉnh nên đã nhanh chóng đưa ra ngoài và nhờ sự hỗ trợ của đội ngũ y tế. Đám cháy sau đó được dập tắt hoàn toàn, nạn nhân cũng hồi tỉnh sau quá trình sơ cứu. Sau thất bại trước U23 Indonesia tại vòng tứ kết của giải U23 châu Á, tiền đạo Lee Jung-jun của Hàn Quốc đã không kìm được nước mắt. Tiền đạo mang áo số 6 tự trách bản thân vì đã phạm lỗi dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp ở phút thứ 70, từ đó đẩy U23 Hàn Quốc vào tình thế chơi thiếu người. Mất đi tiền đạo chủ lực lại thua thiệt về mặt quân số, đội bóng Đông Á đã phải rất chật vật mới có thể gỡ hòa 2 đều trước U23 Indonesia. Trợ lý Myung Ya-yong cho biết tiền đạo Lee Jung-jun được dành cho hiệp đấu thứ 2, tuy nhiên mọi tính toán chiến thuật đã sụp đổ sau pha phạm lỗi của cầu thủ này với trung vệ Justin Hubner ở phía U23 Indonesia. U23 Hàn Quốc đã có 2 hiệp phụ phải gồng mình phòng ngự trước khi gục ngã trước U23 Indonesia với tỷ số luân lưu 10-11. Ngày 25 tháng 4, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết sự giúp đỡ của Trung Quốc rất quan trọng đối với những nỗ lực chiến tranh của Nga. Ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng năm ngoái Nga đã nhập khẩu 90% thiết bị vi điện tử từ Trung Quốc được sử dụng để sản xuất tên lửa, xe tăng và máy bay. Trung Quốc cũng đang nỗ lực cung cấp cho Nga nhiều hình ảnh vệ tinh. Tổng thư ký NATO đánh giá Trung Quốc mong muốn có mối quan hệ tốt đẹp với phương Tây, nhưng cường quốc này lại đang tiếp sức cho cuộc xung đột vũ trang lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II. Trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Trung Quốc trong tuần này, Washington đã cáo buộc Bắc Kinh giúp Nga thực hiện hoạt động sản xuất quân sự lớn nhất kể từ thời Liên Xô. Các quan chức Mỹ cho biết Trung Quốc không hỗ trợ quân sự trực tiếp nhưng đã cung cấp các linh kiện và bộ phận lưỡng dụng giúp Nga đẩy mạnh hoạt động sản xuất quân sự, nhất là trong thời điểm viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine bị trì hoãn trong vài tháng qua. Ngày 25 tháng 4, Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung FCO của Anh cho biết gói trừng phạt mới sẽ nhắm vào 2 cá nhân và 4 công ty liên quan mạng lưới sản xuất máy bay không người lái UAV của Iran. FCO cũng áp dụng lệnh cấm đối với xuất khẩu linh kiện mà Tehran sử dụng trong sản xuất UAV và tên lửa. Ngoại trưởng Anh giải thích rằng cuộc tấn công nguy hiểm của Iran vào Israel có nguy cơ gây thương vong cho hàng nghìn dân thường và khiến căng thẳng leo thang trong khu vực. Tính đến hiện tại, Anh đã áp tổng cộng hơn 400 lệnh trừng phạt với Iran. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.